Toàn ra đi sớm quá. Nhìn thấy cảnh đau buồn đấy, con Én liền về nhà đóng một cái quan tài. Chia buồn với nhà mối, mình đóng giúp một cái hòm nè. Trời ơi, lúc này hai con mối này khóc lóc sượt mượt thế, mà bây giờ đến cái quan tài của bạn, chúng cũng lấy ra ăn luôn kìa. Ê, dạo này mắt tao khô với ngứa khó chịu quá, là bị sao ta? Mày kiểm tra mắt đi. Vô website của Viroto nè, kiểm tra xem mức độ khô mắt. Ừ, chắc tại tao suốt ngày nhìn điện thoại. Tao đọc tin nhắn của crush xuyên đêm cả tháng nay mà mắt có bị khô đâu. Tại crush nhắn phụ quá, đêm nào tao cũng vừa đọc vừa khóc, khô sao nổi. Đây là dòng sông dùng để xả nước phóng xạ ra biển. Chà, khát quá, chả biết nước ở đây uống được không nhở. Lo gì, có con Pokemon Sukune đằng kia kìa, nhờ nó đi. Mua dùng lon bò hốc với tẩy đá nha. Trời ơi, con Pokemon này có khả năng thanh lọc mọi nước bẩn. Sao không dùng nó lọc nước suối để uống, mà lại nhờ nó đi mua bò hốc chi cho tốn kém vậy? Ngon quá chủ quán ơi. Này, phải chủ nấu không mà sao ngon dữ vậy? Không, tổ tiên nhập vô người tao rồi đựng đó nấu á. Hỏi câu vô nghĩa. Vậy của con hết nhiêu vậy chủ hai? 30.000. Rồi, ui. Vì tổ tiên của chú hai nấu ăn nên bé hai đốt tiền để trả cho ông bà kìa. Cậu có 3 điều ước. Tôi ước mình nổi tiếng. Ngay lập tức, video của anh chàng này đã có hơn 13 triệu lượt xem. Chàng trai tự tin ngoái mũi và ăn cất mũi khi dừng đèn đỏ. Nổi tiếng theo một cách tốt đẹp. Chàng trai ăn cất mũi nổi tiếng khi xưa đã quyên góp toàn bộ tài sản của mình cho quỹ từ thiện. Cho tất cả mọi người quyền chuyển cất mũi đi. Okay. Thiên thạch khổng lồ sắp đâm vào trái đất. Ui, với cái kiệt này thì chả ai còn nhớ đến chuyện anh chàng này ăn cất mũi nữa đâu. Cuộc đời quý nhất là được giải trí vui vẻ. Ai làm ta cười, ta sẽ để gia sản cho. Không có hai, dẹp đi. Con xin diện tiểu phẩm ca lâm. Không có hai, dẹp đi. Bố ơi, con trúng Việt Lót rồi. Đúng là con trai của ta. Thằng út giàu rồi, tài sản ta để cho thằng cả thằng hái nhé. Con quăng miệng giải trí vui vẻ mà. Vẻ này con chưa dò. Nhấn đăng ký và bật chuông.